Đứng rồi chị quay hai vợ chồng nó hả, về bên sân Thế Đông coi chú này. Để về coi bên sân Đông hả, nhìn nó ra thôi nha hơn. 20 năm về trước à. Em Dũng đây. Dũng. Hồi đó là hả Trùm. Trùm ở bên sân Thế Đông nè. Trùm. Trùm Hóc Môn. Trùm Hóc Môn. Chết heo rồi, trùm. Chết heo trùm hôn. Rồi, cảm ơn hai ông bà nha. Dạ. Chú lấy người kia nha, người đây nhỏ nhỏ thôi cũng được. Con tỉnh này nó nhỏ lớn đây. Công đức. Mình quay cho cả nhà coi không? Cánh An Phát, quận Tân Phú, công ty. Đó, ghế đá nè, những công ty. Đại diện Đa Khoa Tân Hồng Phước, Quốc Biên Hòa, Đồng Nai. Bệnh viện. Hồng Tiến Dũng Lê Thị. Nguyễn Trưởng Phòng Tân Bình Tân Phú. Vô ăn chè mà ha mà tư gì? Ăn chè. Ăn chè uống nước. Ngoài sao á. Chè ăn không có ngọt mấy, lạc ngon. Chè. Chè với nước hột é với nước sâm. Đường này mình đi ra. Cái đường này đường xe chạy chắc. Mình đi thử cái xe chạy thử coi nó có không. Vậy thì đâu em. Giờ là thước đo sức khỏe đó nha. Giờ đi nha. Từ từ cho chị qua. Đâu? Đi Dũng. Đâu? Chắc ăn 100% tao đu. À, bây giờ ở dưới lên quá trời. Khỏe, 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 cứ nói khỏe, 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 khỏe là lên à. Khỏe. Khỏe quá, khỏe quá.
lên đó là quốc đi về đó é là thôi. À, cả nhà mình lên cứ nói khỏe 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 là đi tới đâu cũng tới hết. Dạ khỏe. Đúng rồi, khỏe khỏe khỏe. Bây giờ mà con lăn xuống con lăn nó khỏe hơn. Ờ khỏe. 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 Đó. À, mình ra tới cái này nha. Đó. À, cái đoàn mình đi xuống giờ đi đi xuống rồi nha, khỏe quá rồi. Đây chị Nga đẹp đây, đẹp chị Nga đây. Khỏe khỏe nha. Ok ok lắm bố anh. Đó. Làm đi phà chè rồi lúc đầu là khỏe. Dạ rất khỏe. Khỏe. Không là khỏe. Khỏe mấy vậy á. Khỏe. Đó con kia bố bầu kìa. Không về bố bầu. Trời ơi, gặp con là dưỡng tám con kêu em lên cổng. Cổng giờ chắc chết luôn quá. Cô Năm, cô Năm kìa. Lấy mồ hôi mẹ, mồ hôi con của ta nó đang tuôn tầm. Cô Năm.